Xin chào quý vị khán giả và các bạn, chúng ta đang có mặt tại sân đấu thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vòng đấu thứ 3 của bảng A giải bóng đá SV Cup 2023 khu vực miền Nam. Trận đấu trong khuôn khổ vòng 3 của bảng A giữa trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và cao thủ trường Đại học Văn Lang. Nguy hiểm. Và bóng đầu tiên mà thủ thành Bùi Hoàng Phúc phải thực hiện một pha cứu thua. Và nếu như ngày hôm nay chỉ một trận hòa, nguy hiểm, không vào. Thêm một cơ hội nữa được cao thủ áo xanh tạo ra. Lần này là pha tiếp cận khung thành của đội trưởng Lê Thanh Trường. Pha băng vào khung chiến. Tuy nhiên rất đáng tiếc là trong pha bóng này thì cao thủ áo xanh đã chưa thể chạm bóng thành công. Chính xác hơn đó là đường chuyền của Lê Thanh Trường và người băng vào đó là Trần Anh Khoa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với quả đá phạt được thực hiện bởi cao thủ áo xanh. Vẫn là đường chạm bóng của đội trưởng Lê Thanh Trường. Bóng vẫn còn, Trần Minh Quân. Dứt điểm. Tất nhiên đã có lỗi việt vị của một cầu thủ áo xanh và cầu thủ này đã không tham gia vào tiểu tấn công này. Thành tích trong quá khứ của hai đội khi tham gia tại SV Cup thì tất nhiên có phần nổi trội hơn dành cho cao thủ bên phía Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hồ Chí Minh. Họ là đội bóng giành được thành tích rất ấn tượng. Nguy hiểm, không vào. Một thoáng mất tập trung là phòng ngự của Đại học Văn Lang và suýt chút nữa thì họ đã phải nhận trái đắng sau cú đá của số 7 Trần Anh Khoa. Vẫn lại là sư đoàn của số 3 Lê Thanh Trường. Và bóng bất ngờ xuất hiện dành cho vị trí của Trần Anh Khoa. Vẫn còn Chí Hiếu quá người. Đá ngã trong vòng cấm và trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Một tình huống đi bóng rất hay của Trần Chí Hiếu. Một động tác giả để vượt qua hậu vệ của đối phương. Và có lẽ trong pha bóng này thì người đã mắc lỗi đó là số 7 Trần Duy Thuận. Chúng ta đang được theo dõi lại pha bóng này. Ngô Mạnh Huy Hoàng là một trong những cầu thủ nhỏ con. Tuy nhiên cầu thủ này thi đấu rất ấn tượng trong các trận đấu đã qua. Mà bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào Ngô Mạnh Huy Hoàng. Dứt điểm, không vào. Pha đổ người xuất sắc của thủ thành Bùi Hoàng Phúc ở khoảng cách 11m. Tuy nhiên Ngô Mạnh Huy Hoàng lại thực hiện một cú đá quá hiền. Và với thủ thành Hoàng Phúc thì thủ thành này đã có một pha đổ người quá xuất sắc. Niềm vui của các cổ động viên bên phía Đặc Văn Lang. Nếu như đó là một bàn thua thì mọi thứ ở phía trước sẽ là rất khó khăn dành cho Đặc Văn Lang, khi mà cho tới lúc này họ vẫn đang bị ép sân. Đánh đâu, nguy hiểm. Bây giờ thì bàn thắng đã xuất hiện dành cho cao thủ Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một pha bóng bổng và người thực hiện pha khung chiến thành công đó là Nguyễn Minh Nhật. Hậu vệ của Đặc Văn Lang đã thất thế hơn trong pha khung chiến trước cầu thủ màu số 10 của Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ không lâu sau pha bỏ lỡ của Ngô Mạnh Huy Hoàng, có lẽ sau đúng một phút thôi, thì bây giờ cao thủ xanh đã ngay lập tức có bàn thắng mở điểm. Người thực hiện đường chuyền đó là đội trưởng Lê Thanh Trường. Và người đã không thể theo sát đối với Nguyễn Minh Nhật ở trong pha bóng này đó là số 12 Nguyễn Thanh Luân, đội trưởng của cao thủ Đại học Văn Lang. Khoảng cách của hai trường là khá xa. Chúng ta sẽ đến với quả phối hợp đá phạt này. Vẫn còn rất nguy hiểm. Đó là lựa chọn thực hiện cú đá thẳng của Lê Thanh Trường sau pha phối hợp của cầu thủ này với Nguyễn Tấn Đạt. Bóng đã được thủ thành Bùi Hoàng Phúc phá ra và sẽ có thêm một quả đá phạt góc dành cho cao thủ bên phía đội bóng áo xanh.
Tiếp tục lại thêm một tiếng ném biên nữa. Đưa bóng vào. Nguy hiểm. Vẫn còn không được. Vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho cao thủ Đạc Văn Lang. Ở nhịp đầu tiên là một nhịp mà số 14 của đội bóng áo đỏ, đó là phạt cho bóng. Nguy hiểm. Bóng chạm vào chân của số 10 Trương Trung Bảo. Tiền đó là một pha chạm bóng bi động của cầu thủ này. Việc cao thủ áo xanh đang bố trí một hàng phòng ngự số đông như thế này thì rất khó để cho đội bóng áo đỏ tìm kiếm cơ hội. Là cơ hội dành cho sư phạm thể thao TP HCM. Không vào. Đó cũng là pha bóng khép lại hiệp đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng đấu thứ 3 của bảng A giải bóng đá vô địch nam sinh viên toàn quốc SV Cup 2023 khu vực miền Nam. Bây giờ sẽ là quả đá phạt dành cho cao thủ áo xanh. Đứng trước bóng bây giờ đang là Lê Trường Thọ, một trong cầu thủ thường xuyên thực hiện những quả đá phạt. Và vừa rồi là một cú đá khá tốt của cầu thủ đang chơi ở vị trí trung vệ bên phía đội bóng áo xanh. Bóng đi hơi cao so với khung gỗ của Đại học Văn Lang một chút mà thôi. Bóng đi thấp hơn thì có lẽ thủ thành Bùi Hoàng Phúc cũng đã gặp khó khăn. Ông Trần Mạnh Tín đã phải rút ra hai tấm thẻ vàng. Đó là các trường hợp của Nguyễn Công Tài bên phía Đại học Văn Lang và trường hợp của Ngô Mạnh Huy Hoàng bên phía Đại học Sư phạm Thể thao TP HCM. Nguy hiểm. Không vào. Đó là pha xử lý khá mẫu mực tới từ hàng công của cao thủ Đạc Văn Lang. Nhận bóng ở bên phía hành lang cánh phải và sau đó là một pha rẽ chi nhan bằng chân trái sở trường tới từ số 19 Nguyễn Lâm Sơn. Ở phía xa thì chúng ta đang thấy huấn luyện viên của đội bóng áo đỏ, đó là ông Hoàng Phú. Nguy hiểm. Cơ hội. Và tỷ số được quân bình 1-0 dành cho Đạc Văn Lang. Và phập quay tới từ cao thủ đỏ. Người ghi bàn đó là Phạm Hoàng Quốc Phong. Sự thay đổi hợp lý của ông Phú Gia Lai bên phía Đạc Văn Lang. Chính Quốc Phong là người đã được đưa vào sân để thay thế cho Trần Duy Thuận ở trong hiệp 1. Và chính cầu thủ này là người đã thực hiện một tình huống ghi bàn dành cho Đạc Văn Lang. Sau khi trận này khép lại thì chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc 9:45. Đó sẽ là màn đỏ sức của hai đội bóng Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia TP.HCM và Học viện Hàng không Việt Nam. Thêm một cơ hội, Trung Bảo. Vẫn là Trung Bảo. Cơ hội. Và hai một dành cho Đạc Văn Lang. Và đó là pha lập công của Trương Trung Bảo. Pha bóng mà Trung Bảo đã chấp thời cơ cực nhanh, thực hiện pha bứt tốc và thắng lợi trong pha tranh chấp trước hậu vệ còn lại của Đại học Sư phạm Thể thao TP HCM. Và là bàn thắng thứ 5 mà Trương Trung Bảo ghi được ở mùa giải năm nay. Vẫn lại là một pha bóng dài sau Quốc Phong và bây giờ tới lượt Trung Bảo là người đã ghi bàn. Lần đầu tiên ở trong trận đấu hôm nay, Đạc Văn Lang có lợi thế vượt lên. Cho tới lúc này thì Đạc Văn Lang đang là đội bóng ngược dòng thành công và cơ hội để họ lọt vào vòng chung kết là rất cao. Vừa rồi là một pha bỏ lỡ từ cử đi cân thành tới từ một cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Bóng đá đi lên trời sau cú đá vừa rồi. Cơ hội vừa được dành cho số 16, đó là Lê Trường Thọ. Trong một thế trận bế tắc và những bất ngờ đã xảy ra từ những tình huống phát bóng dài của Đạc Văn Lang, có lẽ là miếng đánh này sẽ được huấn luyện viên Hoàng Phú cho các học trò triển khai nhiều ở các trận đấu tiếp theo nếu như Đạc Văn Lang có được chiếc vé vào vòng chung kết năm nay.
Nguy hiểm. Cơ hội 2-0. Mọi thứ ở phía trước vẫn đang là rất hay thưa quý vị. Bàn gỡ hòa 2 đều quý giá dành cho cao thủ bên phía Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ hội bất ngờ xuất hiện dành cho Nguyễn Hồng Tuấn Kiệt. Và ở trong cự ly như thế này, cự ly ngon ăn như vậy thì cầu thủ này đã không bỏ lỡ. Bóng xuất hiện bên phía lăng cánh phải và sau đó là đường treo bóng vào. Hà Mông rất mượt tới từ Đức Hậu. Rất tốt. Quốc Phong quyết định thực hiện thiếu dứt điểm ngay. Đó là một pha xử lý hơi vội vàng của gương mặt đã ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 dành cho Đại học Văn Lang. Rất nguy hiểm. 3-2. 3-2 dành cho Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Pha khung chiến đầy rung mạnh. Đó là bàn thắng được ghi do công của Phan Bình Trọng. Đây có lẽ là khoảnh khắc sẽ đưa cao thủ Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có mặt ở vòng chung kết năm nay. Như tôi đã nói thì không còn nhiều thời gian. Pha bóng mà hàng phòng ngự của Đại học Văn Lang cũng đã bỏ quên đi số 15 Phan Bình Trọng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi đi theo dõi lại rất nhiều lần bàn thắng này. Bình Trọng đã chạy ra phía sau lưng hàng phòng ngự của đội bóng đỏ và thực hiện pha đánh đầu cận thành và đánh bại thủ thành Bùi Hoàng Phúc. Như vậy là hết giờ. Khoảnh khắc mà đội bóng áo xanh đã có dịp ăn mừng. Khoảnh khắc mà tiếng còi của ông Trần Mạnh Tín vang lên cũng là khoảnh khắc mà chúng ta thấy được các cầu thủ và ban luyện của đội bóng Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tràn vào sân để ăn mừng. Họ đã vượt qua Đại học Văn Lang với tỷ số là 3-2. Một trận đấu nghẹt thở căng thẳng của hai đội. Và chiếc vé đầu tiên tại miền Nam để góp mặt ở vòng chung kết tại FA Cup năm nay đã thuộc về Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Một thắng lợi nghẹt thở dành cho họ với các pha lập công của Minh Nhật, Bình Trọng và Tuấn Kiệt. Còn hai bàn thắng bên phía Đại học Văn Lang đó là các bàn thắng được ghi do công của Phạm Hồng Quốc Phong và Châu Trung Bảo. Chúc mừng cho Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Còn với Đại học Văn Lang, họ cũng đã có một mùa giải ấn tượng. Thật đáng tiếc khi đội bóng này đã không thể có chiếc vé lọt vào vòng chung kết năm nay. Tuy nhiên với những gì mà họ đã thiền ở mùa giải năm nay, chúng ta cần phải dành một lời khen, một lời tán dương dành cho đội bóng này và chúc cho đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Phú sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn ở các giải đấu tiếp theo. Còn với Đại học Sư phạm Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thì chúc cho đội bóng này sẽ có cái kết quả tốt tại vòng chung kết sẽ được diễn ra tại Nha Trang ở khoảng gian tiếp theo. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là tới đây thì ekip của tôi xin nói lời chào tạm biệt tới quý vị đã cùng đồng hành và theo dõi các trận đấu tại buổi sáng hôm nay. Chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau và hẹn gặp lại quý vị ở các trận đấu tiếp theo tại mùa giải năm nay. Xin chào, cảm ơn.